Nha và Trang Lương xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng với IBC TV. Phần tin tức tiếp theo, các nhà máy sản xuất cửa hàng vẫn hoạt động bình thường ở Bắc Hàn bất chấp số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt. Giới chức y tế Bắc Hàn hôm thứ Ba đã thông báo là có thêm 270.000 người bị sốt vì nhiễm COVID-19. Hãng thông tấn Trung ương Bắc Hàn hôm thứ Hai đã ghi nhận tổng cộng là 1.4 triệu ca sốt và 56 người chết vì bệnh này kể từ cuối tháng 4. Theo như BBC thì Bắc Hàn chưa coi đợt bùng phát cơn sốt là đại dịch COVID-19 vì thiếu dụng cụ xét nghiệm cản trở việc chẩn đoán bệnh một cách chính xác. Bắc Hàn đã tuyên bố lệnh phong tỏa toàn quốc hồi tháng 5 năm 2020 và tuyên bố là cố gắng đẩy lùi nguy cơ lan tràn đại dịch bằng cách đóng cửa biên giới. Tuy nhiên, thì giới chức y tế thế giới bày tỏ sự nghi ngờ về số liệu thống kê COVID-19 chính thức của Bắc Hàn. Hôm thứ Năm tuần qua, Bắc Hàn lần đầu tiên tuyên bố có người chết vì COVID-19 biến thể Omicron ở Bình Nhưỡng và kể từ đó thì thừa nhận là số người bị sốt tiếp tục tăng cao, đặc biệt là sau cuộc diễn binh được tổ chức hôm 25 tháng 4. Triệu chứng được ghi nhận ở người bị nhiễm COVID-19 mà giới chức y tế Bắc Hàn không thừa nhận. Stephen Morrison là giám đốc Trung tâm Chính sách Y tế Toàn cầu, nói rằng việc kiểm soát đại dịch kém cỏi ở Bắc Hàn có thể tạo điều kiện để nhiều chủng COVID biến thể 19 xuất hiện. Tin từ Á Châu, nông dân Indonesia biểu tình phản đối lệnh cấm xuất cạn dầu cọ. Hàng trăm nông dân Indonesia đã tham dự biểu tình tại Jakarta và nhiều nơi khác tại quốc gia đông dân thứ tư thế giới, yêu cầu chính phủ phải hủy bỏ lệnh cấm xuất cạn dầu cọ đã bị làm họ giảm đi đáng kể nguồn lợi tức của mình. Ngày 28 tháng 4, chính phủ đã ra thông cáo đình chỉ tất cả những hoạt động xuất cạn dầu cọ thô và những sản phẩm dầu cọ để kiểm soát giá dầu ăn trong nước đang tăng cao. Điều này đã làm rối loạn thị trường dầu thực vật trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nỗ lực của chính phủ giảm giá dầu ăn, loại nhu yếu phẩm chủ lực của gia đình người Indonesia thất bại, bị nông dân chỉ trích gay gắt và làm điểm tín nhiệm của Tổng thống Joko Widodo sụt giảm. Nông dân Indonesia cho rằng Malaysia là nước sản xuất dầu cọ lớn thứ hai thế giới đang vui mừng vì có cơ hội lấp đầy khoảng trống thị trường thay thế cho Indonesia. Nhóm nông dân là Absa Sindo của Indonesia cho biết, từ khi lệnh cấm xuất cạn dầu cọ ban hành, thì giá trái cọ giảm tới 70% xuống mức thấp nhất đã được chính phủ quy định cho tới nay. Apcansido ước tính ít nhất 25% nhà máy sản xuất dầu cọ tại Indonesia ngừng mua cọ của nông dân từ khi có lệnh cấm xuất cạn hiệu lực thi hành. Tổng thống Widodo đã áp đặt lệnh cấm xuất cạn dầu cọ sau khi chính sách đã được ban hành trước đó không hữu hiệu trong việc ngăn chặn giá dầu ăn tiếp tục gia tăng trong nước. Tân Tổng thống Philippines là Ferdinand Bongbong Marcos bí mật đến Australia. Chỉ vài ngày sau khi trở thành nhà lãnh đạo mới của Philippines, Ferdinand Bongbong Marcos đã bí mật thực hiện chuyến công du Australia. Con trai có cùng tên của cựu lãnh tụ độc tài Philippines đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tuần qua, đã đưa gia đình khét tiếng độc tài trở lại nắm quyền sau 36 năm sống lưu vong ở Hawaii. Kết quả của cuộc bầu cử sẽ không được xác nhận cho đến khi Quốc hội Philippines họp ở Manila vào tuần tới và Marcos sẽ không phải tuyên thệ nhậm chức khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 6 năm. Người đàn ông 64 tuổi đã bay đến Melbourne, nơi mà cậu con trai út là Vincent của ông đang du học. Chuyến đi được giữ kín nhưng thành viên cộng đồng người Philippines ở Melbourne phát giác tụ tập phía ngoài khu chung cư của thành phố hôm thứ Ba để phản đối sự hiện diện của ông này. Trước khi bị lật đổ trong cuộc nổi dậy vào năm 1986, Ferdinand Marcos đã cai trị Philippines suốt 21 năm, duy trì một chế độ đàn áp tàn bạo gồm việc tra tấn 34.000 người, giết hại hơn 3.000 người bất đồng chính kiến. Marcos cũng bị buộc tội sang đoạt tài sản trị giá ước tính lên tới 10 tỷ Mỹ Kim của người dân Philippines. Người biểu tình cho biết là Vincent Marcos, 25 tuổi, người trẻ nhất trong số 3 người con trai của Tổng thống tân cử, đang chuẩn bị thi tốt nghiệp bằng tiến sĩ tại trường Đại học Melbourne. Không quân Hoa Kỳ đã thử nghiệm thành công vũ khí siêu thanh. Không quân Hoa Kỳ ngày 16 tháng 5 cho biết họ đã thử nghiệm thành công vũ khí siêu thanh bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Theo Reuters, không quân đã nói trong tuyên bố, cuộc thử nghiệm thực hiện ngày 14 tháng 5 ngoài khơi bờ biển miền Nam California, khi một máy bay ném bom B-52 phóng một hỏa tiễn trên không có tên là vũ khí phản ứng nhanh ARRW. Tuyên bố cho biết sau khi tách khỏi máy bay, hỏa tiễn đẩy của ARRW kích hoạt đúng theo thời gian dự kiến, với tốc độ siêu âm lớn gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Hoa Kỳ không phải là nước duy nhất phát triển vũ khí siêu thanh với tốc độ và khả năng cơ động khiến chúng khó bị theo dõi và đánh chặn. Phần tin tức từ Việt Nam, Malaysia đã bắt 20 ngư dân Việt Nam đánh cá bất hợp pháp ở Mersing. Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia hôm thứ Hai đã bắt 20 cư dân Việt Nam xâm nhập vùng biển của họ để đánh cá bất hợp pháp.
Theo như giám đốc khu vực hàng hải Mersing Karu Nizam Mesan, thì hai chiếc thuyền và thiết bị đánh cá trị giá ước tính là 3 triệu RM đã bị tịch thu trong chiến dịch Ok Khao Phaga, Laos, được tiến hành tại địa điểm cách Phala Pemanggil khoảng 8 hải lý về phía đông bắc lúc 12 giờ 30 sáng. Ông cho biết là khoảng 9.000 kg cá các loại và 11.500 lít dầu diesel cũng bị tịch thu. 20 ngư dân Việt Nam, kể cả thuyền trưởng trong độ tuổi từ 16 đến 52 không xuất trình được giấy tờ tùy thân hợp lệ, đã được đưa đến Teluk Gading Post tạm giữ để tiếp tục cuộc điều tra. Nhớ lãnh đạo Cộng sản Việt Nam bị dư luận mạng xã hội chỉ trích vì đàm thoại bất lịch sử ở Hoa Kỳ. Một đoạn video ghi lại lời lẽ bất lịch sử không khác câu chữ thề từ miệng Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính và viên chức cấp cao trước cuộc gặp gỡ Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken là bị lan truyền trên mạng xã hội cuối tuần qua, nhưng đã bị xóa khỏi tài khoản YouTube của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam thứ 6 đã gặp Ngoại trưởng Blinken trong hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày với các giới chức thẩm quyền Hoa Kỳ và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 10 thành viên. Theo nhà phân tích Đông Nam Á Nguyễn Phương Linh, đoàn băng quay phái đoàn Việt Nam cười nhạo khi Tổng thống Biden nói với Thủ tướng Chính rằng ông không thể tin người Nga. Ông Chính mô tả rằng cuộc gặp ông Biden là thẳng thắn công bằng và Việt Nam không sợ ai. Đoạn băng được tung lên mạng sau khi kết thúc cuộc họp của phái đoàn Việt Nam và Ngoại trưởng Blinken vào thứ 6, nhưng tới tối thứ 7 đã bị xóa khỏi YouTube. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thường quay những cuộc họp với những nhân vật cao cấp của các quốc gia đưa lên YouTube, thường cho thấy những cái bắt tay và ít khi có điều bất thường xảy ra. Tuy nhiên, một số người theo dõi nội dung đoạn băng này cho biết họ nghe được lời lẽ những người tụ tập tại các bến xe. Họ nói rằng họ đã nghe những từ thốt ra từ miệng Thủ tướng Phạm Minh Chính là không đúng đắn trong tình huống này. Sắp có thuốc điều trị bệnh đục thủy tinh thể. Cuộc nghiên cứu tìm kiếm phương thuốc điều trị bệnh đục thủy tinh thể đã có kết quả khả quan tại phòng thí nghiệm, hy vọng là có thể chữa khỏi bệnh bằng thuốc mà không cần phải phẫu thuật. Kết quả cuộc nghiên cứu được công bố trên tạp chí Investigative Ophthalmology và Visual Science hôm nay cho biết như trên. Đục thủy tinh thể làm giảm thị lực ở con người và có thể khiến hàng triệu người trên thế giới lâm vào cảnh mù lòa. Một nhóm các nhà khoa học quốc tế cùng làm việc với sự hướng dẫn của giáo sư Barbara Piercionek làm việc tại trường đại học Auriga Ruskin ARU phát minh hợp chất oxyteroid, loại thuốc mà có thể chữa được bệnh đục thủy tinh thể. Họ cho rằng đây là bước tiến đáng kể trong việc điều trị bệnh đục thủy tinh thể bằng thuốc thay vì phải làm phẫu thuật. Thưa quý khán thính giả, bản tin y học vừa qua cũng tạm kết thúc chương trình tin tức tổng hợp trưa nay của đài IBC với phần trình bày của sương ngôn viên Trang Lương và Tuyết Nha. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài, đặc biệt là IBC Home Shopping với rất nhiều sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Mọi chi tiết xin mời quý khách hàng liên lạc với số điện thoại quen thuộc 714-892-5717. Vâng, và cũng đặc biệt xin gửi lời cảm ơn tới nhà bảo trợ BNT Insurance. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại bảo hiểm sức khỏe. BNT Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. BNT Insurance đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. BNT Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California, số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ 2 tại Gavi Avenue, Rosemead, California, số phone là 626-999-5865. Và trụ sở thứ 3 tại Valley Boulevard, San Gabriel, California, số phone là 626-570-0342. Xin mời quý vị hãy gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tuyết Nha và Trang Lương xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin kính chúc quý vị một ngày thật vô lượng, an lạc.